Anh xin lỗi. Chỉ vì một phút bốc đồng vượt đèn đỏ của anh mà bây giờ vợ gặp bao nhiêu phiền phức, ấm ức với cả bực tức. Anh cứ làm như tôi nhiều lỗi lắm để anh xin từ ngày này sang tháng khác ấy. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh học thuộc cái câu chồng không nghe lời vợ trăm đường chống hư đi. Anh thuộc mà. Nguyên văn lời vợ dạy là cá không ăn muối cá ươn, chồng không nghe lời vợ trăm đường chống hư. Lần này anh chót hư rồi, lần sau anh sẽ ngoan nhá. Thật may cho cuộc đời anh là cưới được em làm vợ, chứ nếu không anh chẳng biết mình đang lang thang ở xó xỉnh nào, có khi cơm còn chẳng có mà ăn ý. Đúng rồi đấy, sao không còn cơm mà ăn đâu. Thế em định sắp xếp lại vị trí giao hàng cho mấy ông kia à? Thì chả thế, các ông lên mách xếp thì chỉ còn nước hai vợ chồng xách dép đi về thôi. Vậy anh biết làm sao? Hay cứ để anh giao hàng bằng xe máy đi, rồi nên em với anh công an ra là được. Ông bị điên à? Đang từ chết dở sắp thành chết thật rồi đấy. Từ từ rồi tôi tính. Ừ, anh đã giao cuộc đời mình cho em rồi, em muốn tính sao thì tính. Ông thích tính sao thì tính không? Thôi mà, giận quá lại mất sinh bây giờ. Mày làm sao đấy? Anh giao hàng cho khách, thế là chẳng may bị quệt vào xe của khách ấy mà. Phải cẩn thận chứ. Ai băng cho đấy? Anh băng. Anh sợ bị nhiễm trùng nên phải mua bông băng rồi buộc lại đấy. Tự băng mà khéo phết nhỉ. Chả hiểu kiểu gì. Chắc là các cụ độ đấy. Cái gì? Đưa tay đây. Em làm gì đấy? Thì phải bỏ ra xem sâu thì có đi khâu chứ làm sao. Ôi giời ơi. Vết thương bé tí bé tẹo. Bảy đặt bóng với chả băng. Bé nhưng mà nó là vết thương hở mà. Đùa. Chẳng biết em có yêu anh như anh nghĩ không nữa. Thì băng cũng được. Những cái vết bé tẹo như thế chỉ cần dán cái ơ gâu là được rồi. Như thế này nó hơi ố dề. Kệ anh. Anh thích kệ không? Ý của anh là từ bây giờ em đừng bao giờ kệ bố con anh. Rồi, thì tính công việc cho anh đi. Vợ tính đi. Nghĩ đi mà vợ. Nghĩ đi.